xin chào mừng các quý vị khán giả đến với chương trình S Việt Nam chương trình được phát sóng hàng ngày vào lúc 17 giờ và được phát lại vào lúc 21 giờ hàng ngày trên VTV3. Trong chương trình ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu tới các bạn về một trong những điểm đến hấp dẫn mà không thể bỏ qua đó chính là khu dinh thự của gia tộc nhà Vương. Khu dinh thự của gia tộc nhà Vương được xây theo ba lối kiến trúc chính. Thứ nhất là theo phong cách của người Mông, đơn thiện bằng những cái bức uh, tường trình bằng đất và thứ hai là theo phong cách của người Pháp nó được thể hiện bằng những cái bức lò sưởi ở bên trong mỗi căn phòng và thứ ba là theo phong cách của người Trung Hoa cổ nó được thể hiện bằng những cái mái ngói âm dương và khu dinh thự của gia tộc nhà vương nó chia ba phần bao gồm thứ nhất là tiền dinh trung dân trung dinh và hậu dinh và ở mỗi cái khoảng giữa nó được nó có những cái giếng trời và theo quan niệm của dân gian thì đó là những cái giếng trời đó là nơi chuyên hấp thụ những cái tinh hoa của đất trời và thông qua những cái thông tin vừa rồi hy vọng các quý vị khán giả đã có những cái kiến thức hiểu hơn về lịch sử và cũng lịch sử nói chung và khu dinh thự nhà vương nói riêng và trong chương trình lần tới thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn về một trong những điểm đến khác hấp dẫn khác của Hà Tỉnh Hà Giang. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. <laughs>